Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên vừa điều trị ổn định cho một bé gái 12 tuổi ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử bị đái tháo đường tuyếp 2, nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê vì có thói quen uống nhiều nước ngọt. Cách đây khoảng độ tầm 3 tuần, qua hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cũng có tiếp nhận một trường hợp, một trẻ nữ 12 tuổi vào viện trong bệnh cảnh là hôn mê do toan xê tôn đái tháo đường, phải thở máy rồi duy trì insulin mất hơn một ngày. Sau đấy thì mới bắt đầu tạm ổn định được. Bệnh nhân cũng nằm viện tầm 2 tuần, sau đấy cũng được ra viện. Bạn này có một cái điều đặc biệt, đấy là bạn ấy uống nước ngọt rất là nhiều. Cái tình trạng đấy kéo dài trong vòng phải vài tháng trời. Mùa hè đến cho nên là ngày nào bạn ấy cũng là trà sữa này, nước mía này, nước ngọt có ga này, uống tương đối nhiều. Thì gia đình cũng không kiểm soát được. Do vậy mới dẫn đến cái tình trạng là đường huyết tăng cao một cách từ từ và quá mức, và dẫn đến cái bệnh cảnh nó là vào viện vì hôn mê. Ngày nay xu hướng dùng nước ngọt có ga ngày càng gia tăng ở trẻ em, dẫn đến nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Các bác sĩ khuyến cáo đối với trẻ nhỏ, uống nhiều nước ngọt làm giảm khả năng hấp thụ canxi, ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao. Bên cạnh đó, việc uống nước ngọt khiến cho trẻ mắc các chứng bệnh tim mạch, đái tháo đường sớm hơn so với người có lối sống lành mạnh.